Ba La Mã phẩm tất cả. Một La Mã tất cả. Savati: Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết về tất cả, hãy lắng nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là tất cả? Mắt và các sắc, tai và các tiếng, mũi và các hương, lưỡi và các vị, thân và các xúc, ý và các pháp. Như vậy, này các tỳ kheo, gọi là tất cả. Này các tỳ kheo, ai nói như sau: sau khi từ bỏ tất cả này, ta sẽ tuyên bố một tất cả khác, thời lời nói người ấy chỉ là khoa ngôn. Và bị hỏi, người ấy không thể chứng minh gì. Và hơn nữa, người ấy có thể rơi vào ách nạn. Vì sao? Này các tỷ kheo, như vậy ra ngoài giới dứt Avisaya của người ấy. Hai La Mã đoạn tận. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết cho các ông về pháp đưa đến đoạn tận tất cả, hãy lắng nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là pháp đưa đến đoạn tận tất cả? Mắt: Này các tỷ kheo, cần phải đoạn tận. Các sắc: Cần phải đoạn tận. Nhãn thức: Cần phải đoạn tận. Nhãn xúc: Cần phải đoạn tận. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc, cảm thọ ấy cần phải đoạn tận. Tai, mũi, lưỡi cần phải đoạn tận. Các vị cần phải đoạn tận. Thiệt thức cần phải đoạn tận. Thiệt xúc cần phải đoạn tận. Do duyên thiệt xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc, cảm thọ ấy cần phải đoạn tận. Thân, ý: Như vậy, này các tỷ kheo, là pháp đưa đến đoạn tận tất cả. Ba La Mã đoạn tận. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông về pháp đưa đến đoạn tận tất cả, nhờ thắng tri Abhinna Liễu Tri Parinna, hãy lắng nghe. Và thế nào, này các tỷ kheo, là pháp đưa đến đoạn tận tất cả nhờ thắng tri Liễu Tri? Mắt: Này các tỷ kheo, cần phải đoạn tận nhờ thắng tri Liễu Tri. Các sắc: Cần phải đoạn tận nhờ thắng tri Liễu Tri. Nhãn thức: Cần phải đoạn tận nhờ thắng tri Liễu Tri. Nhãn xúc: Cần phải đoạn tận nhờ thắng tri Liễu Tri. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc, cảm thọ ấy cần phải đoạn tận nhờ thắng tri Liễu Tri. Tai, mũi, lưỡi cần phải đoạn tận nhờ thắng tri Liễu Tri. Các vị cần phải đoạn tận nhờ thắng tri Liễu Tri. Thiệt thức cần phải đoạn tận nhờ thắng tri Liễu Tri. Thiệt xúc cần phải đoạn tận nhờ thắng tri Liễu Tri. Do duyên thiệt xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc, cảm thọ ấy cần phải đoạn tận nhờ thắng tri Liễu Tri. Thân, ý: Cần phải đoạn tận nhờ thắng tri Liễu Tri. Các pháp: Cần phải đoạn tận nhờ thắng tri Liễu Tri. Ý thức: Cần phải đoạn tận nhờ thắng tri Liễu Tri. Ý xúc: Cần phải đoạn tận nhờ thắng tri Liễu Tri. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc, cảm thọ ấy cần phải đoạn tận nhờ thắng tri Liễu Tri. Như vậy, này các tỷ kheo, là pháp đưa đến đoạn tận tất cả nhờ thắng tri Liễu Tri.
Bốn La Mã, Liễu Tri. Này các tỷ kheo, không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ tất cả, thời không có thể đoạn tận khổ đau. Và này các tỷ kheo, không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ tất cả, cái gì thời không có thể đoạn tận khổ đau. Này các tỷ kheo, không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ mắt, thời không có thể đoạn tận khổ đau. Không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ các sắc, thời không có thể đoạn tận khổ đau. Nhãn thức, nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ bất lạc? Không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ cảm thọ ấy, thời không có thể đoạn tận khổ đau. Tai, mũi, lưỡi, thân. Không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ ý, thời không có thể đoạn tận khổ đau. Không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ các pháp, ý thức, ý xúc. Do duyên ý xúc khởi nên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ bất lạc? Không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ cảm thọ ấy, thời không có thể đoạn tận khổ đau. Này các tỷ kheo, không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ tất cả cái ấy, thời không có thể đoạn tận khổ đau. Này các tỷ kheo, thắng tri, liễu tri, ly tham, từ bỏ tất cả, thời có thể đoạn tận khổ đau. Này các tỷ kheo, thắng tri, liễu tri, ly tham, từ bỏ tất cả cái gì, thời có thể đoạn tận khổ đau. Này các tỷ kheo, thắng tri, liễu tri, ly tham, từ bỏ mắt, thời có thể đoạn tận khổ đau. Thắng tri, liễu tri, các sắc, nhãn thức, nhãn xúc có thể đoạn tận khổ đau. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ bất lạc? Thắng tri, liễu tri, ly tham, từ bỏ cảm thọ ấy, thời có thể đoạn tận khổ đau. Tai, các tiếng, nhĩ thức, nhĩ xúc, cảm thọ do duyên nhĩ xúc. Mũi, các hương, tỷ thức, tỷ xúc, cảm thọ do duyên tỷ xúc. Lưỡi, các vị, thiệt thức, thiệt xúc, cảm thọ do duyên thiệt xúc. Thân, các xúc, thân thức, thân xúc, cảm thọ do duyên thân xúc. Thắng tri, liễu tri, ly tham, từ bỏ ý, thời có thể đoạn tận khổ đau. Các pháp, ý thức, ý xúc, do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ bất lạc? Thắng tri, liễu tri, ly tham, từ bỏ cảm thọ ấy, thời có thể đoạn tận khổ đau. Này các tỷ kheo, thắng tri, liễu tri, ly tham, từ bỏ tất cả cái ấy, thời có thể đoạn tận khổ đau. Năm La Mã, liễu tri. Này các tỷ kheo, không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ tất cả, thời không có thể đoạn tận khổ đau. Và này các tỷ kheo, không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ tất cả cái gì, thời không có thể đoạn tận khổ đau. Chính là mắt, là các sắc, là nhãn thức, là các pháp do nhãn thức nhận biết. Tai, mũi. Chính là lưỡi, là các vị, là thiệt thức, là các pháp do thiệt thức nhận biết. Chính là thân, là các xúc, là thân thức, là các pháp do thân nhận biết.
và chính là ý, là các pháp, là ý thức, là các pháp do ý thức nhận biết. Này các tỷ kheo, do không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ tất cả cái ấy, nên không có thể đoạn tận khổ đau. Và này các tỷ kheo, do thắng tri, liễu tri, ly tham, từ bỏ tất cả cái ấy, thời có thể đoạn tận khổ đau. Này các tỷ kheo, thắng tri, liễu tri, ly tham, từ bỏ tất cả cái gì, thời có thể đoạn tận khổ đau. Chính là mắt, chính là các sắc, chính là nhãn thức, chính là các pháp do nhãn thức nhận biết, chính là tai, chính là mũi, chính là lưỡi, chính là các vị, chính là thiệt thức, chính là các pháp do thiệt thức nhận biết, chính là thân, chính là ý, chính là các pháp, chính là ý thức, chính là các pháp do ý thức nhận biết. Này các tỷ kheo, do thắng tri, liễu tri, ly tham, từ bỏ tất cả cái ấy, thời có thể đoạn tận khổ đau. Sáu La Mã bị bốc cháy. Một thời Thế Tôn trú ở Gaza, tại Gaza Sisa, cùng với 1.000 tỷ kheo. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo: tất cả, này các tỷ kheo, đều bị bốc cháy. Và này các tỷ kheo, tất cả cái gì đều bị bốc cháy? Mắt, này các tỷ kheo, bị bốc cháy. Các sắc bị bốc cháy, nhãn thức bị bốc cháy, nhãn xúc bị bốc cháy. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ bất lạc? Cảm thọ ấy bị bốc cháy. Bị bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Ta nói rằng bị bốc cháy bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, tai, mũi, lưỡi bị bốc cháy. Các vị bị bốc cháy, thiệt thức bị bốc cháy, thiệt xúc bị bốc cháy. Do duyên thiệt xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ bất lạc? Cảm thọ ấy bị bốc cháy. Bị bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Ta nói rằng bị bốc cháy bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Thân, ý bị bốc cháy, các pháp bị bốc cháy, ý thức bị bốc cháy, ý xúc bị bốc cháy. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ bất lạc? Cảm thọ ấy bị bốc cháy. Bị bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Ta nói rằng bị bốc cháy bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Thế vậy, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với các sắc, nhàm chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ bất lạc? Vì ấy nhàm chán đối với cảm thọ ấy. Đối với tai, đối với mũi, đối với lưỡi, đối với thân. Nhàm chán đối với ý, nhàm chán đối với các pháp, nhàm chán đối với ý thức, nhàm chán đối với ý xúc. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ bất lạc? Vì ấy nhàm chán đối với cảm thọ ấy. Do nhàm chán nên vì ấy ly tham. Do ly tham nên vì ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát khởi lên trí hiểu biết rằng ta đã giải thoát. Vì ấy biết rõ
sanh đã tận, phàm hành đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui với trạng thái này nữa. Thế Tôn thuyết như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. Và trong khi lời giải đáp này được nói lên, tâm của 1.000 tỳ kheo ấy được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Bảy La Mã mù loà. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Dương Xá tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỳ kheo: tất cả này các tỳ kheo là mù loà. Và này các tỳ kheo, cái gì mù loà? Mắt. Này các tỳ kheo là mù loà. Các sắc là mù loà. Nhãn thức là mù loà. Nhãn xúc là mù loà. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ bất lạc? Cảm thọ ấy là mù loà. Mù loà bởi cái gì? Ta nói rằng mù loà bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Tai, mũi, lưỡi là mù loà. Các vị là mù loà. Thiệt thức là mù loà. Thiệt xúc là mù loà. Do duyên thiệt xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ bất lạc? Cảm thọ ấy mù loà. Mù loà bởi cái gì? Ta nói rằng mù loà bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Thân là mù loà. Ý là mù loà. Các pháp là mù loà. Ý thức là mù loà. Ý xúc là mù loà. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ bất lạc? Cảm thọ ấy là mù loà. Mù loà bởi cái gì? Ta nói rằng mù loà bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Thấy vậy, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với các sắc, nhàm chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ bất lạc? Vì ấy nhàm chán cảm thọ ấy. Do nhàm chán, vì ấy ly tham. Do ly tham, vì ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết rằng ta đã được giải thoát. Vì ấy biết rõ rằng sanh đã tận, phạm hành đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Tám La Mã thích hợp. Này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết cho các ông con đường thích hợp đưa đến nhổ lên tất cả tư lượng. Sapa Manita, hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ ta sẽ giảng. Và này các tỳ kheo, thế nào là con đường thích hợp đưa đến nhổ lên tất cả tư lượng? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo không tư lượng con mắt, không tư lượng trên con mắt, không tư lượng từ con mắt, không tư lượng con mắt là của ta. Vì ấy không tư lượng các sắc, không tư lượng trên các sắc, không tư lượng từ các sắc, không tư lượng các sắc là của ta. Vì ấy không tư lượng nhãn thức, không tư lượng trên nhãn thức, không tư lượng từ nhãn thức, không tư lượng nhãn thức là của ta. Vì ấy không tư lượng nhãn xúc, không tư lượng trên nhãn xúc, không tư lượng từ nhãn xúc, không tư lượng nhãn xúc là của ta. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ bất lạc? Vì ấy không tư lượng cảm thọ ấy,
không tư lượng trên cảm thọ ấy, không tư lượng từ cảm thọ ấy, không tư lượng cảm thọ ấy là của ta. Tai, mũi, vì ấy không tư lượng lưỡi, không tư lượng trên lưỡi, không tư lượng từ lưỡi, không tư lượng lưỡi là của ta. Vì ấy không tư lượng các vị, không tư lượng trên các vị, không tư lượng từ các vị, không tư lượng các vị là của ta. Vì ấy không tư lượng thiệt thức, không tư lượng trên thiệt thức, không tư lượng từ thiệt thức, không tư lượng thiệt thức là của ta. Vì ấy không tư lượng thiệt xúc, không tư lượng trên thiệt xúc, không tư lượng từ thiệt xúc, không tư lượng thiệt xúc là của ta. Do duyên thiệt xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ, bất lạc? Vì ấy không tư lượng cảm thọ ấy, không tư lượng trên cảm thọ ấy, không tư lượng từ cảm thọ ấy, không tư lượng cảm thọ ấy là của ta. Thân, vì ấy không tư lượng ý, không tư lượng trên ý, không tư lượng từ ý, không tư lượng ý là của ta. Vì ấy không tư lượng các pháp, không tư lượng trên các pháp, không tư lượng từ các pháp, không tư lượng các pháp là của ta. Vì ấy không tư lượng ý thức, không tư lượng trên ý thức, không tư lượng từ ý thức, không tư lượng ý thức là của ta. Vì ấy không tư lượng ý xúc, không tư lượng trên ý xúc, không tư lượng từ ý xúc, không tư lượng ý xúc là của ta. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ, bất lạc? Vì ấy không tư lượng cảm thọ ấy, không tư lượng trên cảm thọ ấy, không tư lượng từ cảm thọ ấy, không tư lượng cảm thọ ấy là của ta. Này các tỷ kheo, tư lượng cái gì? Tư lượng trên cái gì? Tư lượng từ cái gì? Tư lượng cái gì là của ta? Từ đấy cái ấy bị đổi khác, ý tựa trên đổi khác, bám víu vào tái sanh, thế giới ưa thích tái sanh. Cho đến các quẩn, giới, xứ. Này các tỷ kheo, vì ấy không tư lượng pháp ấy, không tư lượng trên pháp ấy, không tư lượng từ pháp ấy, không tư lượng pháp ấy là của ta. Vì ấy không tư lượng như vậy nên không chấp thủ một vật gì ở đời. Do không chấp thủ nên không ái luyến, do không ái luyến nên tự mình được hoàn toàn tịch tịnh. Vì ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Như vậy, này các tỷ kheo, là con đường thích hợp đưa đến nhổ lên tất cả tư lượng. Chính La Mã, thích hợp. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết con đường thích hợp đưa đến nhổ lên tất cả tư lượng. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường thích hợp đưa đến nhổ lên tất cả tư lượng? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo không tư lượng con mắt, không tư lượng trên con mắt, không tư lượng từ con mắt, không tư lượng con mắt là của ta. Vì ấy không tư lượng các sắc, không tư lượng nhãn thức, không tư lượng nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ, bất lạc? Vì ấy không tư lượng cảm thọ ấy, không tư lượng cảm thọ ấy là của ta. Này các tỷ kheo, phàm tư lượng cái gì, tư lượng trên cái gì, tư lượng từ cái gì, tư lượng cái gì là của ta. Do vậy cái ấy đổi khác. Thế giới thích thú hiện hữu, Bapa Sato. Vì thế giới dựa trên hiện hữu, vì rằng thế giới tham đắm hiện hữu,
tai, mũi. Vì ấy không tư lường lưỡi, không tư lường trên lưỡi, không tư lường từ lưỡi, không tư lường lưỡi là của ta. Vì ấy không tư lường các vị, không tư lường thiệt thức, không tư lường thiệt xúc. Do duyên thiệt xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ, bất lạc? Vì ấy không tư lường cảm thọ ấy, không tư lường trên cảm thọ ấy, không tư lường từ cảm thọ ấy, không tư lường cảm thọ ấy là của ta. Này các tỷ kheo, phàm tư lường cái gì, tư lường trên cái gì, tư lường từ cái gì, tư lường cái gì là của ta. Do vậy cái ấy đổi khác. Thế giới thích thú hiện hữu, vì thế giới dựa trên hiện hữu, vì rằng thế giới tham đắm hiện hữu. Thân, vì ấy không tư lường ý, không tư lường trên ý, không tư lường từ ý, không tư lường ý là của ta. Vì ấy không tư lường các pháp, không tư lường ý thức, không tư lường ý xúc. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ, bất lạc? Vì ấy không tư lường cảm thọ ấy, không tư lường trên cảm thọ ấy, không tư lường từ cảm thọ ấy, không tư lường cảm thọ ấy là của ta. Này các tỷ kheo, phàm tư lường cái gì, tư lường trên cái gì, tư lường từ cái gì, tư lường cái gì là của ta. Do vậy cái ấy đổi khác. Thế giới thích thú hiện hữu, vì thế giới dựa trên hiện hữu, vì rằng thế giới tham đắm hiện hữu. Này các tỷ kheo, xa cho đến uẩn, giới, xứ, vì ấy không có tư lường pháp ấy, không tư lường trên pháp ấy, không tư lường từ pháp ấy, không tư lường pháp ấy là của ta. Vì ấy không có tư lường như vậy, nên không có chấp thủ một sự vật gì trong đời. Do không chấp thủ nên không dao động, paritassati. Do không dao động, vì ấy tự mình được tịch tịnh, parinibbayati. Vì ấy tuệ tri, bayanati. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở nuôi trạng thái này nữa. Này các tỷ kheo, đây là đạo lộ thích hợp đưa đến nhổ lên tất cả tư lường. Mười la mã thích hợp. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết con đường thích hợp đưa đến nhổ lên tất cả tư lường. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường thích hợp đưa đến nhổ lên tất cả tư lường? Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, mắt là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng? Nếu quán, cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không, bạch Thế Tôn. Các sắc, nhãn thức, nhãn xúc là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ, bất lạc? Cảm thọ ấy là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy? Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không, bạch Thế Tôn. Tai, các tiếng, nhĩ thức, nhĩ xúc. Mũi, các hương, tỷ thức, tỷ xúc. Lưỡi, các vị, thiệt thức, thiệt xúc. Thân, các xúc, thân thức, thân xúc.
Ý, các pháp ý thức ý xúc là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy? Cái này là của tôi. Cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không, bạch Thế Tôn. Thấy vậy, này các tỷ kheo, vị Đa Văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ, bất lạc? Vì ấy nhàm chán đối với cảm thọ ấy. Đối với tai, đối với mũi, đối với lưỡi, đối với thân. Nhàm chán đối với ý. Nhàm chán đối với các pháp. Nhàm chán đối với ý thức. Nhàm chán đối với ý xúc. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ, bất lạc? Vì ấy nhàm chán đối với cảm thọ ấy. Do nhàm chán nên vị ấy ly tham. Do ly tham nên vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết rằng ta đã giải thoát. Vị ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, nay không còn trở lui trạng thái này nữa. Như vậy, này các tỷ kheo, là con đường thích hợp đưa đến nhổ lên tất cả tư lường. Bốn la mã phẩm sanh pháp. Một la mã sanh Savati. Tại đấy, này các tỷ kheo, tất cả phải bị sanh. Và này các tỷ kheo, thế nào là tất cả phải bị sanh? Mắt, này các tỷ kheo, phải bị sanh. Các sắc phải bị sanh. Nhãn thức phải bị sanh. Nhãn xúc phải bị sanh. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ, bất lạc? Cảm thọ ấy phải bị sanh. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý phải bị sanh. Các pháp phải bị sanh. Ý thức phải bị sanh. Ý xúc phải bị sanh. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ, bất lạc? Cảm thọ ấy phải bị sanh. Thế vậy, này các tỷ kheo, bậc Đa Văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, không còn trở lui trạng thái này nữa. Hai la mã bị vàng. Tất cả, này các tỷ kheo, phải bị vàng. Ba la mã bị bệnh. Tất cả, này các tỷ kheo, phải bị bệnh. Bốn la mã bị chết. Tất cả, này các tỷ kheo, phải bị chết. Năm la mã bị sầu. Tất cả, này các tỷ kheo, phải bị sầu. Sáu la mã bị phiền não. Tất cả, này các tỷ kheo, phải bị phiền não. Bảy la mã bị đoạn tận. Tất cả, này các tỷ kheo, phải bị đoạn tận. Tám la mã bị tiêu diệt. Tất cả, này các tỷ kheo, phải bị tiêu diệt. Chín la mã bị tập khởi. Tất cả, này các tỷ kheo, phải bị tập khởi. Mười la mã bị đoạn diệt. Tất cả, này các tỷ kheo, phải bị đoạn diệt. Năm la mã phẩm vô thường. Một la mã vô thường. Nhân duyên ở Savati. Tất cả, này các tỷ kheo, là vô thường. Hai la mã khổ. Ba la mã vô ngã. Bốn la mã cần phải thắng tri. Năm la mã cần phải liễu tri. Sáu la mã cần phải đoạn tận. Bảy la mã
cần phải chứng ngộ. Tám la mã, cần phải thắng tri, liễu tri. Chín la mã, bị phiền lụy. Mười la mã, bị áp đảo. Tất cả này các tỷ kheo, bị áp đảo. Và này các tỷ kheo, cái gì bị áp đảo? Mắt, này các tỷ kheo, bị áp đảo. Các sắc bị áp đảo. Nhãn thức bị áp đảo. Nhãn xúc bị áp đảo. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ bất lạc? Cảm thọ ấy bị áp đảo. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý bị áp đảo. Các pháp bị áp đảo. Ý thức bị áp đảo. Ý xúc bị áp đảo. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ bất lạc? Cảm thọ ấy bị áp đảo. Thế vậy này các tỷ kheo, bậc Đa Văn thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, không còn trở lui trạng thái này nữa.